Kính thưa quý vị, mới đây, Hộp thư Pháp luật Truyền hình Pháp luật Việt Nam nhận được đơn khiếu nại khẩn cấp của ông Lê Thanh Hồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu và Công nghệ chống giả Homa Thành phố Hồ Chí Minh về việc bị nhân viên lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của siêu thị bằng hình thức bán hàng hóa của siêu thị với giá rẻ, gây thiệt hại nặng nề cho công ty. Ông Hồng đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp đến Truyền hình Pháp luật Việt Nam. Sau khi nhận được đơn của ông Hồng, phóng viên Truyền hình Pháp luật Việt Nam đã có mặt tại siêu thị Homa để xác minh thông tin vụ việc. Ngày 20 tháng 1 năm 2018, công ty Homa khai trương điểm siêu thị tại số 2 Nguyễn Thị Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Đây là một cái thương hiệu mà Việt Nam mới có, cho nên tôi đã trình cái đề án này với Thủ tướng Chính phủ. Tôi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư để giao nhiệm vụ cho Homa làm trên toàn quốc. 63 tỉnh thành này tôi mở hơn 400 cái siêu thị với tiêu chí là hàng xanh, hàng sạch, đưa tới tận tay bà con người tiêu dùng trên cả nước, người đồng bào, người dân tộc, đồi núi, vùng sâu, vùng xa, ai ai cũng dùng được những sản phẩm của những doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Trong quá trình kinh doanh, ông Hồng, tổng giám đốc công ty Homa, có ký hợp đồng quản lý siêu thị với bà Nguyễn Thị Mai Phương và ký quỹ với số tiền 200 triệu đồng. Nhưng do không đủ tiền mặt, bà Phương chỉ đưa trước 100 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ cấn trừ vào tiền thuê mặt bằng trong 4 tháng, mỗi tháng là 25 triệu đồng kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2018. Đồng thời, theo hợp đồng, bà Phương được hưởng 20% lợi nhuận một năm trên tổng số tiền ký quỹ và mỗi tháng bà Phương sẽ được trả lương 10 triệu đồng. Sau khi hết hợp tác, thì phía công ty Homa sẽ chuyển số tiền ký quỹ lại cho bà Phương. Nhưng ông Hồng cho biết, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2018, ông Hồng không nhận được tiền từ siêu thị Homa chi nhánh Bà Rịa chuyển về công ty. Khi xuống tận siêu thị để kiểm tra, ông Hồng bất ngờ khi các kệ trưng bày hàng hóa trống rỗng. Hỏi nhân viên bán hàng tên Lan thì ông Hồng nhận được câu trả lời. Thì em quản lý, chị em kêu tụi em làm sao? Ở đây em làm việc thì em nói chung em nghe sự sắp xếp của hàng quản lý là cửa hàng trưởng là chị Kha. Sau khi kiểm tra, ông Hồng phát hiện nhân viên bán hàng Nguyễn Thị Lan không nhập dữ liệu vào máy của công ty mà viết giấy tay, không nhập vào sổ sách của công ty với số tiền hơn 145 triệu đồng. Và như nhân viên Lan nói, quản lý của tụi em kêu tụi em làm sao thì em làm vậy. Đây có đúng là sự thông đồng để chiếm đoạt tài sản siêu thị như trong đơn của ông Hồng hay không? Khi hỏi người dân gần siêu thị Homa, họ cũng cho biết đã mua hàng giảm giá 30-50% ở đây, nhưng cũng theo người này. Để xác minh một lần nữa, số hàng trên có thật gần hết hạn như lời bà Phương nói với ông Hồng hay không, chúng tôi đã gặp bà Phạm Trần Ngọc Thị Minh Trang, cửa hàng trưởng siêu thị Homa Vũng Tàu, người đã thông đồng với bà Phương để chiếm đoạt tài sản của siêu thị theo như đơn khiếu nại của ông Hồng. Ông hỏi về hàng khách sạn mà chủ đầu tư người ta ở thành phố. Bây giờ là người ta muốn không muốn hợp tác nữa, người ta muốn sale cái số hàng đó để người ta thu lại lời vốn người ta về. Chính bà Trang là cửa hàng trưởng cũng khẳng định rằng số hàng bán giảm giá là không phải bán do hết hạn. Và ông Lê Thanh Hồng cũng chính là chủ đầu tư mà bà Trang đã nhắc. Nhưng ông Hồng chưa bao giờ có chỉ đạo bán giảm giá số hàng kia như những gì bà Trang đã thông tin. Hơn nữa, ông Hồng chưa bao giờ nhận được văn bản về số hàng hóa gần hết hạn từ phía bà Phương. Việc bà Phương chủ động cho bán hàng giảm giá là đúng hay không? Khi mà trong hợp đồng quản lý giữa bà Phương và công ty Homa có điều khoản, bà Phương phải có trách nhiệm đảm bảo các chương trình khuyến mãi được thực hiện theo đúng quy chế. Đồng thời, cũng từ ngày 19 tháng 4 năm 2018, bà Phương đã tự ý đóng cửa siêu thị, không kinh doanh mua bán cho đến nay. Phía lãnh đạo công ty Homa đã yêu cầu bà Phương mở cửa cho nhân viên chở hàng hóa còn tồn trong siêu thị về, nhưng bà Phương không đồng ý, còn thách đố ông Hồng đi thưa. Theo những tài liệu ông Hồng cung cấp, tổng hàng hóa từ ngày khai trương là hơn 1 tỷ đồng. Bà Trang đã bán và chuyển về công ty gần 500 triệu đồng. Nhưng kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2018, bà Trang và bà Phương đã không chuyển tiền thu được về công ty nữa. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, ông Hồng đã làm đơn gửi đến Công an phường Phước Trung để yêu cầu giải quyết. Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công an phường đã đến làm việc và kiểm tra được số hàng tồn trong siêu thị với tổng giá trị hơn 234 triệu đồng. Nhưng trước đó, theo báo cáo hàng tồn chi nhánh Vũng Tàu ngày 14 tháng 3 năm 2018, thì số hàng tồn trong siêu thị có tổng giá trị hơn 636 triệu đồng.
Từ những tài liệu chứng cứ trên cho thấy, số tiền thất thoát tại siêu thị Homart Vũng Tàu hơn 402 triệu đồng, nhưng bà Phương đã bán giảm giá, chỉ thu lại được hơn 145 triệu đồng bằng giấy tay và không đưa về công ty. Với mong muốn sớm lấy lại số hàng tồn trong siêu thị để kịp luân chuyển đến các siêu thị khác, vì để lâu số hàng trên sẽ hết hạn sử dụng, gây thất thoát cho công ty. Nhưng ông Hồng phản ánh, ông Trần Hồng Cường, cán bộ hình sự của công an phường Phước Trung, người xử lý vụ việc của ông Hồng, thì ông Cường nhiều lần hẹn làm việc rồi lại trốn tránh. Để xác minh, chúng tôi đến trụ sở công an phường Phước Trung, nhưng tại đây, ông Cường đã từ chối trả lời về vụ việc của ông Hồng, với lý do hồ sơ đã chuyển lên công an thành phố giải quyết. Và ông Cường cho rằng, do ông Hồng không lên làm việc trực tiếp mà chỉ viết tờ giấy giới thiệu cho bà Quý, một nhân viên siêu thị, nên ông Cường không giải quyết số hàng trong kho được. Nhưng ông Hồng cho biết, ông có làm giấy giới thiệu cho bà Quý xuống công an phường Phước Trung để lấy số hàng tồn về, nhưng phía ông Cường không chấp nhận tờ giấy giới thiệu đó của ông, nên ông đã trực tiếp chạy xuống công an phường Phước Trung theo hướng dẫn của ông Cường, và ông Hồng đã viết tờ giấy tay ủy quyền cho bà Quý, nhưng kết quả là sự việc vẫn không được ông Cường giải quyết. Đồng thời, ông Cường còn nói với ông Hồng, bà Phương nói ông Hồng trả 70 triệu đồng nữa, thì bà Phương mới cho mở cửa siêu thị để lấy hàng ra, vì bà Phương đã bán được 130 triệu rồi. Giờ yêu cầu ông Hồng đưa thêm 70 triệu nữa là đủ số tiền mà bà Phương đã ký quỹ với ông Hồng và yêu cầu ông Hồng rút đơn kiện. Tôi rất là bức xúc vì bà chiếm đoạt tiền, rồi ngược lại bà còn lấy hàng quá, bà niêm phong nằm đó, bà đóng cửa, bà giữ chìa khóa, bà không cho người nào lấy. Mà tôi mời công an tới, công an cũng không xử lý gì được, lập biên bản rồi tôi lấy gì không được. Phóng viên đã có buổi làm việc với công an thành phố Bà Rịa, nhưng phía công an lại trả lời vụ việc vẫn trong thời gian xác minh, thay cho những lời giải đáp thỏa đáng cần phải có. Đã hơn 4 tháng nay, siêu thị Homart vẫn cứ đóng cửa, hàng hóa trong siêu thị thì đang chờ từng ngày hết hàng. Sau tất cả vẫn là danh tiếng và niềm tin của doanh nghiệp đã ra sức tạo dựng, cần được chính quyền quan tâm. Làm ảnh hưởng tới tên tuổi, cái uy tín, cái thương hiệu thôi. Vì coi như là các nhà doanh nghiệp để hợp tác, đưa hàng hóa vào siêu thị để mua bán. Nhưng mà Phương bà làm như vậy thì người ta rất là ngại, rất là sợ. Cho nên là hình ảnh của tôi bây giờ là bị đóng cửa, tên tuổi thương hiệu Homart nằm trên đó. Dân chúng đi chợ nhìn qua nhìn lại, người ta thấy coi như là một cái hình ảnh xấu về phía đơn vị chúng tôi. Cái hình ảnh và phía cái tài sản tôi đầu tư ban đầu rất là lớn. Vì coi như chúng tôi trước tiên là phải đưa là PA hình ảnh, rồi là tất cả truyền thông. Chúng tôi đã khai trương thì chúng tôi phải tổ chức sự kiện, rồi đưa hàng hóa tất cả là lương, tiền, bạc, nhân viên, các khoản này coi đầu tư vô đó rất là nhiều. Cuối cùng tôi mất trắng tay, vừa bị chiếm đoạt. Hiện nay coi như hàng hóa bỏ trong kho đó, nó cận ngày hết đát nữa rồi, hư hỏng hết rồi. Vậy thì ai bồi thường các khoản này cho phía đơn vị cho tôi? Hôm nay là tôi muốn nói lên, để tôi cũng muốn nhờ là quý cơ quan các cấp hỗ trợ giúp đỡ cho đơn vị của chúng tôi được thực hiện theo cái đề án mà tôi đã trình Thủ tướng Chính phủ. Cho nên là tôi rất mong muốn các đơn vị hỗ trợ giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Câu chuyện về một doanh nghiệp muốn đem nông sản sạch về phục vụ cho các tỉnh, không biết rồi sẽ đi về đâu. Công an thành phố Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời hỗ trợ để giữ được niềm tin của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn Vũng Tàu